Xin chào anh em, trước mặt anh em đang là một chiếc Honda Winix mới keng, chưa bốc biển. Và qua shop Mô tô Tấn Phát ở địa chỉ 48A Hoàng Quốc Việt, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh. Nên đồ chơi cho xe. Thì để bảo vệ chiếc xe, chủ xe đã lên ở đây là một bộ chống đổ khung sườn, sử dụng 3 thanh khung độc lập, một thanh chuyển lực và hai thanh khung hai bên, bắt vào lỗ có sẵn trên xe, không hề khoan cắt hàn xì gì cả. Và đặc biệt là không bắt vào lốc máy, giúp bảo vệ dàn áo cực kỳ là an toàn. Gia cố thêm phần khung sườn cực kỳ là an toàn chắc chắn anh em nhé. Đó, và ở bên dàn nhựa thì là chủ xe đã lên cho mình là một cặp đè pad chống rung nhựa thân xe, để hạn chế được việc rung nhựa thân xe khi mà đi vào ổ gà hay là đi tốc độ cao gây ra tiếng lạch cạch khó chịu đó. Thì link sản phẩm mình sẽ để ở dưới phần mô tả clip cũng như trên tường TikTok, anh em hãy kích vào link để mua hàng cho chiếc xe của anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.